Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Con đi chợ tía dặn gì chưa mà ghiêu ghiếu bỏ đi vậy, biết mua gì mà đi? Con biết rồi. Trời ơi, 3 tháng nay ngày nào mà nhà mình không ăn rau hả tía? Vậy sao? Dạ. Chứ không phải mấy bữa trước á, có lộn thịt vô thì qua nhà cái bên nhờ nấu giùm tối ăn đó hả? Làm như tía không biết vậy. Trời ơi, tía ơi, sao tía lớn rồi mà tía nhớ dai quá vậy? Người ta lỡ có một lần thôi chứ bộ. Thôi được rồi, từ nay về sau là con sẽ mua rau suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ con sẽ ra ngoài chợ, con gom hết nguyên cái vườn rau về cho tía được không? Được, mua hết rau về đây con. Trời ơi, sắp tới có cái vườn rau kế bên nhà. Đi chợ đó con. Dạ. Nhớ mua giùm con mớ sâu nha. Về bỏ vô vườn rau cho nó phong phú. Ngon quá. Ngon quá con ơi. Trời ơi. Ủa con ăn gì ngon vậy? Ăn hủ tiếu của con ba gà. Thôi trời ơi, cái miếng sườn nó ngon, nó béo. Ồ, con thấy có cái miếng gì, miếng thịt hay gì đó, cái cục thịt hay gì đó. Ăn không? Qua đây con cho ăn miếng à. Trời ơi, cho con miếng, con thèm quá. Nhà mình là ăn chay mà. Con đi liền, không ăn thịt, ăn bọng gì hết. Đi. Tía đang ngồi thiền tĩnh tâm nha, đừng để tía nóng nha. Đi, đi liền, không ăn gì hết con. Trời ơi. Nhưng mà mình ăn thịt đi cho nó có mỡ màng tía. Ngon quá. Tía nói không ăn, nếu mà con ăn miếng thịt thì về nhà đừng quất vô nhà, đừng kêu tía bằng tía nữa. Thôi đi chợ đi con, nhịn thèm đi. Dạ thưa tía, con đi chợ. Ờ. Nuốt nó miếng vô. Con ăn rau quyết con hành con sâu cho tía vừa lòng. Sâu mà sâu khỏe con, rau nào sâu nói không sợ. Cắm nhỏ đi, xong nó ra quán hủ tiếu con ba gà. Nó nít cho 3-4 tô. Nó đâu biết đâu, không? Nhỏ thèm thịt thì cho nó ăn thịt đi. Làm gì phải ép tôi sát. Xin lỗi mấy người nghe con, tôi dạy tôi biết nha. Nó về mà nó có cái miếng hủ tiếu dắt trên miệng là tôi bùa đuổi khỏi nhà luôn đó. Còn vô duyên vừa phải thôi. Ăn á, làm ơn đi. Đi về bỏ nó ăn đi. Qua nhà đứng ra cây gì trên gió bay nè. Đang ngồi thiền vừa ngồi không được nè, thấy chưa? Chả ăn miếng đúng không? Đếm vô, đếm vô. Không dám à. Công nhận nha, trời ơi, cái thằng ba gà này nấu càng ngày càng lên tay nha. Trời hồi nãy tôi ăn cái cục sườn nó béo mà nó có cái gân ngân vô nha. Rập nó giòn rồi luôn. Khỏi diễn tả, đây ta đạt tới mức thượng thừa rồi. Mấy cái mỡ màng này nó không có thấm cho tôi được đâu. Hay ăn vừa phải, phụ nữ thì ăn vô cạp luôn cái tô. Để tôi ngồi thiền tĩnh tâm. Ý là nói tôi ăn giống heo đúng không? Kệ nữa, ăn giống heo vậy á. Mà nó ngon, nó đã, cái miệng gì đâu để húp nè. Ngon quá, công nhận cái thằng ba gà dạo này nó nấu nước lèo trời ơi. Nè, tính ghẹo chọc thôi cho tôi đói hả? Dạ. Xin lỗi nha. Cho ông thèm thôi, cái đói gì? Không có thèm đâu. Ông bà ta dạy sao? Qua tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Ăn cho cố vô đi, ăn cho cố đi. Rồi bệnh lúc nào không hay đó nha. Nha, ăn đi. Ông bà dạy hay quá. À. Ông bà dạy là thèm cái gì ăn cái đó. À. Để mai mốt chết thành con ma đói, đúng không? Kệ nó, tôi thèm thịt, tôi cứ ăn thịt cho nó đã đi còn hơn. Trời ơi, có người chảy nước miếng. Tôi chảy là tôi tức đó, hiểu không? Nha. Bà học cái sách nào, thèm gì ăn cái đó. Đúng rồi. Ăn riết rạc cái giống cái áo, giống cái túi đựng thịt vậy không? Mở nó chặn ngoài giống cái đồ bánh tét à. Nè, thấy tôi ốm xanh xao nha, nhưng mà khỏe, khỏe nha. Tôi tập nè, nè, thấy dưa ngồi thiền ra, dưa nhớ người mẫu không? Người mẫu không? Siêu mỏng ha không? Nó nghe, nó nghe. Ông mỏng rồi cái mặt ra, tôi tưởng ông là cục than đó. Trời ơi, ăn rau riết mà ốm nhơm, ốm nhách cực à. Người xanh chành như tàu lá chuối thấy gớm. Bây giờ tôi đề nghị nè, tôi đang ngồi thiền tôi tĩnh tâm mà giờ ăn như vậy là không có được. Đi vô bên kia ăn và không để tôi yên một ngày nào hay sao? Thôi mà. Thôi cái gì mà thôi. Em sao? Trời đất ơi, thiệt giờ đi không nổi luôn á. Cái chân em giờ rung luôn. Thì để đó anh lo cho. Dạ. Thiệt tình á. Lo gì, đáng lẽ lúc đó là anh phải dừng lại, anh phải kiểm soát lại chứ. Làm sao mà anh theo cho kịp thì anh phải ráng anh đu theo em. Giờ nó vậy thì yên tâm đi. Thì biết bao nhiêu bụi không lủi vô. Lủi ngay cái bụi chuối trên đất coi mũ không à. Cái đó là tại em chứ phải tại anh đâu mà.
Nhưng mà làm gì làm, anh là đàn ông, anh phải tập kiềm chế lại chứ. Trời ơi, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải tập từ từ thì đúng rồi, không có sai. Anh tập, em cũng tập luôn. Em cũng tập luôn, hai đứa mình cùng tập. Ừ, chứ không lẽ đợi gạo nấu thành cơm rồi lúc đó mới tập hả? Trời ơi, chết luôn á, tía giết chết luôn á. Thôi thôi thôi, đi 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 đi, để hỏi tía biết chết à. Đi đây, đi đi đi. Thấy gì không, thấy gì không? Thấy sao không thấy? Trời ơi. Trời ơi, cái vụ đó là bà, trời ơi đó. Hả? Bà dẹp cái quạt xuống coi. Bà nhìn cái áo bà đi. Rồi bà nhìn cái này đi. Thấy không? Hai cái màu nó chọi nhau dữ lắm. Trời ơi, màu nổi không vậy? Ít ra bà lấy cái tàu lá dừa như tôi nè, mà đá thân hình không được nhỏ rồi đi rình người ta. Ây da, căng dữ ta. Bà ba. Gì? Nó nói cái chuyện đó phải tập hả? Tập chứ. Tôi thấy nó tỉnh bơ chứ tập cái gì đâu. Ừ. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên mà, cần gì phải tập. Ừ, tôi nghĩ mấy đứa như tụi nó chắc có lẽ là thành công 80 lần rồi đó. Ừ ha. Ừ. Mà công nhận tụi nhỏ giờ nó ghê quá bà. Ừ. Ớn thiệt á. Tôi nhớ tôi ngày xưa nha, thích ai hả, không bao giờ dám nhìn mặt người ta đâu đó. Còn là nhìn lén lén không đó, nhìn mà bị phát hiện ra hả, mắc cỡ chết, độn thổ luôn đó, chưa kể về nhà bị ba má quýnh nữa đó. Cái gì nữa, giống như ba tôi hồi xưa đó, đã nói mỗi lần hẹn với ông chồng tôi nó đâu có dám. Mỗi đứa phải xin tiền xong đi ra ngoài quán bánh lọt ăn, ăn miết, ăn mà từ hồi ăn thèm cho tới lúc ngán rồi, xong tới lúc biết nấu luôn rồi mới cưới nhau được đó chứ. Giờ mở quán luôn rồi đó. Thì đó. Vậy hả? Ê, mà nói nghe nè. Vậy? Trước khi mà ăn bánh lọt á là mình phải xin tiền, mà sau khi ăn bánh lọt là mình rủ nhau vô bụi chuối. Cái gì? Tôi với ổng rủ nhau vô bụi chuối. Trời ơi, bà cũng ghê quá ha. Trời ơi, thời đó mà dám vô bụi chuối là bà ghê lắm, mà tao gọi là nít quỷ luôn đó. Chứ gì nữa, ngồi ngoài quán bánh lọt có dám ngồi gần đâu, ngồi xa. Ra quán bánh lọt á thì ngồi xa xa ra nha. Vô bụi chuối chỉ cách cây chuối thôi. Cách gì xa dữ vậy? Vô cái bụi chuối cách cây chuối là ngồi cả xào luôn á. Cách trái chuối hả? Trời ơi bà ba. Hả? Bà nói cái chuyện nó ngọt xớt luôn á. Bà không biết mắc cỡ rồi sao á. Ủa trái chuối, nó trái chuối mắc gì mắc cỡ? Trời ơi, nói kỳ. Tự nhiên đi vô trong đó trái chuối. Trời ơi, trời già mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Tôi nói có nghĩa là hôm đó đó là tôi với ổng đi vô trong cái bụi chuối. Nó có nguyên một cái quài chuối mà nó chín rồi, mà chín cây nó ngon quá. Hai đứa ngồi ăn sao hồi còn có con trái, hiểu không? Trời ơi, vậy mà làm hết hồn. Cuối cùng vô trong bụi chuối ăn cái quài chuối đó. Thì đó. Trời. Vậy là cái quán bánh lọt làm mai. Còn cái bụi chuối là làm mối. Thì đó. Cho nên giờ hai người tới với nhau rồi đó. Ê, nhưng mà tính ra mình hồi xưa á, lúc nào cũng trong sáng đúng không? Đúng rồi. Cho dù có vô bụi chuối thì cũng cách nhau một khoảng cách. Còn bây giờ tụi nó vô bụi chuối. Trời ơi. Cái gì nữa? Chết rồi. Ai chết? Chết ông Bảy. Giờ sao? Đi theo tôi, nhanh. Nhanh. Bảy. Bảy ơi, bảy. Bảy ơi. Cái gì? Chuyện động trời không hay gì chưa? Trời ơi, chị lặng nhách luôn nghe chị Tám. Tôi đang ngồi uống trà đọc báo thẳng như chị vô chỗ này biết gì chưa? Chị chưa nói gì sao biết? Bây giờ biết nè. Tôi nghe cái tôi nói mà ông nghe cái ông không tá quả tam tin nữa thôi đó. Còn cái gì mà cái vụ gì? Tôi hay mà tôi còn tớt mồ hôi đây nè, thấy không? Sao mà nói lại đấy, nói hoài. Con Thanh á? Nó có bầu. Con Thanh nó có bầu? Trời ơi, tưởng cái gì? Thanh nó có bầu thì kệ nó, thì làm gì tá quả chị này, yếu tim quá. Trời trời, sao ông bình thản vậy? Chứ sao ông bình thản? Cái sớm nào biết bao nhiêu con Thanh. Con Thanh sớm dừa nè, con Thanh sớm lỡ nè, con Thanh sớm củi nè, con Thanh sớm bờ nè. Con Thanh nào đâu mà lo? Thanh con ông. Thanh con tôi nó có bầu á. Trời ơi, làm gì la lớn vậy cha nội? Con gái tôi nó có bầu. Có chữa. Có chữa quan đó, chưa có đám cưới mà. Trời ơi, không có chữa quan, nói gì tầm bậy vậy? Tôi có nói nó có chữa quan đâu. Ông nội đi. Ủa mà thông tin này đâu vậy? Chính mắt tôi thấy. Tôi với bà ba thấy luôn. Sao chị kể tôi nghe lại coi. Hai đứa nó chui từ trong bụi chuối chui ra. Thôi gì mà tôi. Em sao? Trời đất ơi, thiệt giờ đi không nổi luôn á. Cái chân em giờ rung luôn. Thì để đó anh lo cho. Thiệt tình á. Lo gì, đáng lẽ lúc đó là anh phải dừng lại, anh phải kiểm soát lại chứ. Làm sao mà anh theo cho kịp thì anh phải ráng anh đu theo em. Giờ nó vậy thì yên tâm đi. Thì biết bao nhiêu bụi không lũi vô. Lũi ngay cái bụi chuối, trời đất ơi, mũ không à.
Cái đó là tại em chứ không phải tại anh đâu mà. Nhưng mà làm gì làm, anh là đàn ông, anh phải tập kiềm chế lại chứ. Trời ơi, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải tập từ từ thì đúng rồi, không có sai. Anh tập, em cũng tập luôn. Em cũng tập luôn, hai đứa mình cùng tập. Ừ, chứ không lẽ đợi gạo nấu thành cơm rồi lúc đó mới tập hả? Trời ơi, chết luôn á, tía giết chết luôn á. Tôi hỏi ông, một đứa con trai, đứa con gái tự trong bụi chuối chui ra làm cái gì trọng? Trời ơi là trời, con ơi là con. Tôi lôi đầu rồi cho nên tôi nến một trận cho nên sáng mới được. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Ông đừng có manh động, để từ từ mình giải quyết chứ. Trời ơi, con chị đi, chị biết chị nghĩ sao mà bây giờ không manh động chứ bình tĩnh làm sao mà bình tĩnh được. Thì làm gì làm, thì cũng phải từ từ, để coi cái thằng đó là con nhà ai, rồi từ từ mình coi nó làm sao. Rồi, chứ mà ông làm quá đi, rồi có cái nó quất ngựa tri phong à, rồi nó không có nhận là cái bầu của nó à. Lúc đó con ông nha, nó nghĩ quẩn nha, rồi nó quẩn trí nha, rồi nó buồn nha, nó đau khổ nè, rồi nó tự giận nó chết. Rồi, lúc rồi, đó coi tự nhiên mình mất con không. Bây giờ được rồi, tôi chấp nhận là chị là quân sư của tôi, bây giờ tôi phải làm gì đây? Làm gì hả? Làm cái gì hả? Bây giờ vậy đi, anh cứ bình tĩnh, coi như không biết gì hết. Cứ giả vờ như không biết con Thanh nó có bầu đi ha. Để tôi đi gặp bà ba, tôi bàn tính kế cho ông. Được lẹ, không? Lẹ đi, ở đây tôi đợi đó nha. Nhớ nghe, không có manh động nha. Xách cái kia ra coi. Trời ơi, che bà lại chứ, xách gì? Che cái gì mà che tôi mặc như vậy, che cái gì? Che trời ơi, nói chừng dần không che nó thấy sao? Ông nói nhiều ông dần quá. Trời ơi, đâu cần che, tôi có cái nấu luôn. Vậy giờ tôi làm sao? Ông che ông kia. Ông che ông đi. Thấy không, thấy không? Rồi dần sao bà? Bây giờ biết sao đâu, tụi nó vô nó nãy giờ rồi. Bây giờ tụi vô tôi lôi đồng nó ra chứ sao hả? Khoan. Cái gì? Tụi đừng có nóng tánh như vậy. Ông làm như vậy gọi là bứt dây động rừng. Mà động rừng là rắn bỏ chạy để lại cái bầu. Đó không? Trời ơi. Không sao, yên tâm, bình tĩnh bây giờ ha. Ông nghe lời tôi nha. Ông phải tìm cách vô đó. Xong mình bắt đại trận cái thằng đó. Bắt nó chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Chứ mà để con ông mà không chồng mà chữa, hàng xóm cười thúi đầu luôn. Vậy bây giờ tôi nhờ trọng phải không? Đừng có nhờ. Ê, khoan. Bây giờ đợi tụi nó bận đồ vô đã. Cái gì mà nhào vô kỳ vậy? Trời, thấy mấy cái đó là học ngu đó. Trời ơi, nó á rồi kìa, để tôi. Trời đúng rồi. Có chuyện rồi, tới rồi. Ê, chờ, tôi với. Trời ơi, cái cha nội nè. Nhanh. Đau quá sắp xong chưa? Sắp xong rồi, cái gì đâu mà lá. Nhanh lên đi, em chịu hết nổi rồi đó. Cái gì mà không nổi nữa? Trời ơi, hai đứa đây con. Sao rồi? Con tao nè. Lớn vậy. Dạ. Ủa gì vậy? Dạ. Con còn dám hỏi nữa hả? Tía với hai cô tới đây chi vậy? Bắt tại trận chứ chi? Dạ con. Ủa tụi con có làm gì đâu mà bắt tại trận? Con còn hỏi cơ hỏi cầu nữa hả? Bây làm cái chuyện bại hoại giáo phong như vậy mà bây dám nhìn mặt tía hay sao? Ủa? Con là... Thì tụi bay vô đây để XYZ đúng không? Ủa cái gì? XYZ là sao? Là XYZ. Thôi, con đừng có giả ngu giả ngơ nữa. Tụi cô biết hết rồi. Bữa tụi bay chui vô bụi chuối tụi cô thấy hết rồi. Giờ nói cho ba mày nghe đó. Bà Tám. Gì? Xác định phán này không? Nói đó. Nói phải không? Cầm cổ liền. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Tiếp bình tĩnh, tiếp. Bay mà đụng với con gái tao mà không chịu trách nhiệm đó ha. Tao bầm nát như tôi. Thôi. Dạ, con thương Thanh thật lòng mà bác. Đúng rồi, có. Anh thương con mà tía. Rồi xong, có gái anh xác nhận rồi đó. Xong là sao? Có bầu là coi như tụi nó. Ừ. Cũng chuối rồi gốc dừa rồi. Trời ơi. Nè bây giờ nè, có cái gì bình tĩnh nói. Hai cô với ba con rất là có kinh nghiệm. Đúng rồi. Đúng không? Kinh nghiệm từng trải nhiều rồi, mình cứ trải lòng ra. Mày yêu đó thì mày nói, mày dẫn nó vô bụi chuối làm chi, riết cái bụng nó ở ra bây giờ. Bụng kìa, bụng cho bá luôn kìa. Ủa? Em có bầu hả? Có bầu hồi nào? Chà bá gì? Cô nói con cái bụng chà bá mà cô không nhìn lại cái bụng cô. Đó, để cho nó coi. Bụng bà cũng bự kìa. Trời ơi trời, hai cái trống cầu trời ạ. Cái này là do người ta mập chứ không phải là do có bầu. Không phải, có hai cô mới ăn cơm no xong rồi lại đây hả? Mày ở mày. Mày đừng có làm bộ giả lả hả? Xử lý nó cho tôi. Nhưng mà khoan xí, hồi nãy cổ nói vụ gì vô bụi chuối vậy? Dạ à cái bụi chuối là hôm bữa em đi ra rồi anh dẫn xe ra rồi xong rồi cái em nhằn anh đó. Nói à, đau gì đó rồi xong rồi cái nhiệm. Đúng rồi, nói là bây giờ gạo nấu thành cơm rồi, có gì anh chịu trách nhiệm cho. Đó. À vậy hả? Tía bình tĩnh nghe con nói nè. Cái hôm bữa đó chuyện là như vậy. Ảnh đập cho con chạy xe không? Ừ. Rồi cái con không biết bóp thắng, con mới lủi vô bụi chuối. Đó. Dạ đúng rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi nhưng mà con học chạy xe chi? Dạ bác ơi, bây giờ con nghĩ là Thanh cũng lớn rồi mà còn chưa biết chạy xe nữa, con phải tập cho Thanh chứ. Đúng rồi, còn cái vụ mà chịu trách nhiệm á, gạo nấu thành cơm gì đó. Ừ. Là cái vụ cái quán này.
quán này. Ảnh sang cái quán này cho con. À? Đó, bây giờ cái quán là của con thì là gạo nấu thành cơm rồi, con là bà chủ rồi. Dạ. Ủa, vậy là con thương Thanh thật lòng. Dạ. Con mua quán này cho nó luôn. Đúng rồi. Dạ. Ôi, vậy thì tiện quá rồi. Dạ. Về nói anh chỉ qua đây hỏi liền, tao gả liền, đám cưới liền tay luôn. Ủa chứ đâu có ai làm gì bậy bạ, bại hoại gia phong gì đâu tía. Ờ vậy hả, vậy thôi, vậy được rồi, vậy thôi, tiến hành đám cưới con. Dạ, nhưng mà ai nói gì, ai nói gì. Nè, hai. Tam. Thôi, vậy đi, coi như hiểu lầm đi. Hiểu lầm gì, mai mốt á, nhiều chuyện là mới nghe nó rõ. Ba sớm ba sáng nói tầm bảy tầm bạ, tôi lên tăng xong tôi theo má nó lệnh là nó một coi đó nghe chưa. Hai bà nội, chống chầu. Thôi có gì thôi, tôi về nghe. Người ta nói xong có khúc người có lúc mà anh mắc gì mà tin tụi tôi vậy. Hai cái khúc của mấy bà luôn bể tai quá. Làm gì cũng phải soi xét chứ đúng không? Đúng ai rồi. Kêu tin chi vậy? Trời. Bác. Thôi. Tám chị nói đúng á. Dạ, hai đứa tụi con á giỏi, tốt, không có chuyện gì xảy ra. Đúng không rồi. Có bầu là mừng rồi. Bây giờ ba cho con ở cái quán mới này bàn về cái chuyện đám cưới. Đúng rồi. Cứ mời. Dạ. Mời. Cưới đi tụi con. Khi nào đám cưới cô Tám sẽ cho một cái hột sòn bự chà bá lửa luôn. Về. Bà Tám, trời ơi, hai bà lo về nhà đi, thằng Quỷ, thằng Lưng nó bị té kìa. Dễ, trời ơi, thằng Lưng con bà về coi nó bị cái gì không? Chuyện người ta đó. Trời ơi, vậy mà làm con hết hồn luôn á bác. Hột sòn ở đâu ra? Hột sòn giả không? Ủa, dạ. Tía này, tự nhiên cái nghe lời hai cổ chi không biết nữa. Hai cổ là chuyên môn ăn cơm nhà đi nói chuyện người ta. Hai cổ nhiều chuyện được rồi, tự nhiên tía hùa theo tía nhiều chuyện với hai cổ làm chi? Tía không có nhiều chuyện à nha. Nhưng mà cái gì đụng tới gái tía là tía à. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Đang đi qua cầu bông, té xuống sông ướt cái quần ni lông. Vô đây em giặt cái quần đi, phơi cái quần lên, đợi cái quần khô, mặc cái quần vô anh mới đưa em về. Tăng. Rượu mười. Để xuống đây. Dạ. Vô nhậu. Này, vô cái gì? Ủa, cái gì vậy? Kể từ giây phút này hai đứa mày không được quyền ngồi nhậu ngang hàng với tao nữa. Gì kỳ vậy? Bình thường bữa giờ là ba người vẫn ngồi nhậu với nhau vui vẻ mày. Rất tình cảm mà. Mày mới kêu bằng gì? Sư phụ. Đó, sư phụ. Bây giờ tao là thầy rồi, thấy không? Thì phải giai cấp đâu đó rõ ràng, không được ngồi ngang hàng với nhau nữa. Vậy giờ không ngồi ngang hàng không lẽ giờ leo mình leo đầu hả? Không, ý là bây giờ nếu mà như vậy thì bây giờ ngồi sao? Ý là bây giờ học đi rồi cái chuyện nhậu nhẹt rồi tính sao? Trời là học luôn hả? Học luôn rồi, vậy thôi học luôn đi đó. Vậy tại vì tao thấy hoàn cảnh của hai đứa tụi mày rất là cô đơn, rất là trống vắng. Vậy giờ tụi con ngồi lên đây được không hay là phải ngồi sao? Đúng rồi. Muốn ngồi đâu ngồi đi. Rồi thôi dậy đi, rồi mình ngồi đó đi. Tại vì cái lớp mới quá, tôi chưa có sắp xếp. Dạ. Đó. Thương hoàn cảnh của hai đứa tụi mày á, là vẫn còn cô đơn, chưa có gia đình. Đúng rồi. Thương. Ê! Cái gì vậy? Thằng này nó có vợ rồi mà sư phụ nói gì vậy? Có cũng như không mày à. Sao vậy? Mới bỏ tao đi về nhà mẹ đẻ rồi. Chơi. Đi rồi quăng cái lá đơn ly dị trên bàn đấy. Rồi mày ký chưa? Chưa. Mày ký là mày ngu đó. Trước sau gì cũng phải vậy thôi. Vậy thôi mày về mày ký đi. Hả? Sao hai mặt thế hả? Sư phụ kêu chứ sao gì cũng phải vậy. Thì đường nào cũng phải vậy thôi. Nó đã viết đơn rồi thì đường nào cũng phải ký thôi. Không ký là không yên với nó đâu. Đúng không? Bây giờ cái quan trọng á là gì? Là gì? Hai đứa tụi mày trên răng, dưới dép. Đúng rồi. Không có thằng nào có được đôi dài hết. À, đúng rồi. Thấy chưa? Đúng không? Ừ. Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Thì phải làm sao? Mình phải làm sao? Để tôi nói. Trời ơi, giờ sư phụ hỏi biết đâu trả lời. Cái quan trọng là gì? Có tình. Thầy tào lao quá thầy ơi. Cái này dạy bậy nha, mày coi là phải không? Vừa có tình mà vừa có tiền. Sao bậy? Tiền hả? Ừ. Phật hả? Không. Ở đâu có? Tài năng của mình. Bởi vậy hôm nay tao mới mở ra cái lớp này. Cái lớp đào tạo và huấn luyện nâng cao chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống luôn hả? Nghe cái là mình phơi phới liền mày. Rồi sao sư phụ? Thường thường á, hai đứa nghe phụ nữ họ yêu bằng cái gì?
Hả? Phụ nữ yêu bằng lỗ tai. Vì vậy mình phải thổi lỗ tai. Thổi lỗ tai? Ừ. Cô bậy. Tự nhiên cái gặp nhỏ đó chạy lại thổi lỗ tai cái là nó tán ra mặt liền đó. Ngu lắm nha. Mày ngu quá. Ai kêu mà chạy lại mày thổi? Ai mày thổi vậy hả? Thổi lỗ tai là thổi cái kiểu khác chứ đâu phải mà chạy lại mà thổi thổi lỗ tai nó quýnh mày là vừa rồi. Thổi lỗ tai là tiếng như mình dùng những cái lời ngọt dịu êm ái rót vào lỗ tai nó. Ê mày có vợ rồi mày. Cái đấy con làm được sư phụ à? Đó, nó có vợ rồi. Trời, nó đã ơi. Từng thực hành rồi. Mày thổi, mày thổi hả? Ừ, không phải ý là mình phải nịnh vợ hiểu không? À, trời ơi, thì nói đại nịnh vợ. Sao sao mình cái đấy mình... chuyên nghiệp lắm. À, ngày nào tao bị vợ chửi mà. Khi bị vợ chửi thì mình phải làm cái gì? Cái gì? Ủa, sao? Xin nó. Đúng. À. Xin lỗi nó. À. Nói những lời nịnh nọt nó. À, à. Rót mật vào tai nó. Trời ơi. Để rồi sao? Để rồi nó viết đơn ly dị. À. Không không không, tại vì con rót không có đúng, con rót mật nhưng mà phải rót đúng đúng mật đúng thời điểm, chính xác không? À, nhưng mà quan trọng bây giờ là mình tìm cái đối tượng đó để mà mình rót mật vô lỗ tai nó. Đối tượng hả? Đối tượng là trong làng mình có hai người. Ai? Ai sư phụ? Con hồng heo và con thấm gà. Sư phụ nói sao chứ con thấy là cái con hồng heo với là cái con thấm gì? Thấm gà. Thấm gà vậy đó. Ủa trời ơi, nó vừa mập, nó vừa vô duyên mà nó còn hung dữ nữa. Rót hồi. Đây. Sao thấm nổi? Đây, hai đệ tử nghe thầy phân tách nè. Đó. Tại vì cái đẳng cấp của hai đứa con á là chỉ mới cỡ này thôi. Đó, chưa có rành, chưa có trình độ cao như thầy. Thì mình phải tận dụng những cái đẳng cấp đó. Đó, sau này ra hai đứa giỏi đi ha, nâng cấp lên đi, bằng thầy đi, lúc đó mình sẽ lấn chiếm sang làng bên sớm khác đó. Hiểu chưa, hiểu chưa? Nhưng mà cái vụ này là rút cuộc là chỉ có hai thằng con làm thôi hả? Có chứ, chúng ta đều làm. Sư phụ nữa? Có thầy nữa. Vậy đối tượng của sư phụ lại? Sư phụ hả? Ờ, sáu cô đơn. Trời ơi, tưởng ai cô Sáu ế 30 năm nay rồi. Sư phụ tới một cái là thành luôn đấy chứ. Ừ. Sư phụ chọn khôn quá. À. Không không không, cái quan trọng là chọn nhưng mà người ta phải đổ. Chứ mày chọn mày vô mày nói tào lao bà cũng đâu có chịu đâu. Đúng không? Bà cũng đâu có chịu gì thì đúng rồi. Cưa cẩm biết bao nhiêu lâu nay bà cũng đâu có chịu đâu. Chứ còn gì nữa. Xin lỗi à, chẳng qua là tao nói chuyện qua lo chơi thôi. Bây giờ quyết định nè, bây giờ quyết định trổ tài cho mấy mày thấy nè. Quyết định gì? Đó, quyết định trổ tài cu bà Sáu nè. Rồi, làm đi con mới tin. Còn về phần hai con, hai đệ tử phải nghe tiếp cái câu này nữa. Tiếp. Đàn ông của chúng ta là yêu bằng mắt. Đúng rồi nha, cái con mắt con nó ngộ lắm. Hãy con nhìn gái là cái con khoái liền là yêu bằng mắt đúng không? Nhìn thấy gái đẹp yêu là cái chuyện bình thường rồi. Nhưng mà cái này á là dù cho hoàn cảnh như thế nào, dù cho đối tượng như thế nào ha, cũng phải cắn răng chịu đựng, hy sinh. Dù người ta có chửi cũng phải gắn lỗ tai mà nghe. Là vì mục đích cuối cùng chúng ta là gì? Có tình, có tiền. Chính xác. Ừ. Thắm ơi, trời ơi, Thắm ơi. Úi dồi ôi, đi gì mà nhanh thế, Thắm ơi. Trời ơi, nãy giờ Khoa chạy theo nói đứt cả lưỡi mà sao Thắm không có chịu tin. Nói cái gì? Đừng có tưởng là mua vài con gà rồi mua vài chục ký gà là tôi chịu à. Chứ bây giờ Thắm muốn cái gì nữa? Tôi nói cho mà biết nha, chân gà của tôi là ngâm hóa chất không đó. Trời ơi. Ừ. Thắm nói cái gì? Chân gà ngâm hóa chất hả? Đúng rồi. Trời, sao buôn bán mà ác độc vậy trời? Trời, ác cái gì? Vậy là bao lâu nay là Khoa ăn chân gà hóa chất hả? Ủa chứ làm sao? Có khi nào ăn cái đấy vào nó vô sinh luôn không trời? Tại bao lâu nay cày cuốc là chưa có con. Mấy cái đó thì mình tự suy nghĩ đi, mình tự phân tích đi. Thắm nói thiệt chứ, chỉ có những người mà có tình cảm thiệt á thì Thắm mới cho ăn chân gà tươi, chân gà sạch, thiệt là sạch, hiểu không? Thế bây giờ ăn chân gà tươi vào liệu có còn kịp không Thắm? Kịp chứ sao không kịp. Ui dồi ôi, thật sự là Thắm à, bao lâu nay Khoa sống với vợ Khoa, nhưng Thắm biết rồi đó, lúc nào nó cũng đầy đọa, nó bắt Khoa đội nó lên đầu hết đó. Khoa ở với vợ, nhưng thật sự lúc nào Khoa cũng chỉ nghĩ tới gà thôi. Tới gà hả? À không, ý là tới Thắm ấy, người bán gà. Với lại
Bây giờ vợ Khoa bỏ Khoa rồi Thắm à. Cả xóm này chứng kiến rồi. Bây giờ Khoa chỉ còn có một thân một mình thôi. Thì đó, tại vì anh á, anh cứ đi nhậu hoài, đi nhậu với ông Hiền Mập á, cho nên là bả bỏ đi. Mà Thắm nói thiệt á nha, tại vì bả không có sức chịu đựng. Chứ như Thắm á hả, Khoa cứ đi nhậu đi, nói chung á là cứ ăn nhậu rồi đập phá, đập nhà, đập cửa, đập hết mọi thứ, đập Thắm luôn. Hả? Thắm cũng chịu nữa, tại vì Thắm có sức chịu đựng mà. Ôi, đúng là người đàn bà có sức chịu đựng mà bao lâu nay Khoa tìm kiếm. Thắm à, Khoa chỉ muốn nói với Thắm một điều thôi. Điều gì? Tình anh ngàn lời muốn nói. Nói gì? Rằng anh yêu em. Ê hồ, ồ ê hồ. Không. Ủa sao vậy? Không nha. Trời ơi, muốn yêu Thắm hả? Là phải có một cái lời thề gì đó. Chứ tự nhiên nói lời bài hát là sao Thắm chịu? Trời ơi. Lời thề là phải chân thành, tự đáy lòng. Yêu đã tỏ tình được rồi mà còn phải thề nữa hả? Thề. Có phải quỳ xuống luôn không? Tùy Khoa. Thắm à, anh yêu em là thật lòng. Nếu như có nửa lời sai trái, anh nguyện sẽ biến thành con gà để cho Thắm nhổ lông và làm thịt suốt cả cuộc đời này. Trời ơi, thiệt không? Chưa bao giờ mà Thắm nghe cái lời thề mà nó chân thành tới như vậy hết trơn á. Thắm nói thiệt chứ. Chơi luôn. Trời ơi, tao nói hả, con cá lẹp này nè mà kết hợp với con khô cá sặc á, trời ơi, sẽ ra một bầy cá lòng ròng. Đi. Ủa? Đi thôi, đi đi. Trời đi, ơi, đi. Đi đâu nhanh thế? Đi kiếm cá lòng ròng. Đi luôn hả? Đi luôn. Mà kiếm ở đâu? Trong chuồng gà. Trời ơi, Thắm nói thiệt, mỗi lần mà Thắm nghe cái gì mà tới chuồng gà đó, trời ơi là Thắm rạo rực, Thắm vui quá à. Đi liền đi, ôi, đi liền, ôi, Thắm rạo rực quá rồi. Nhưng mà ấy xong thì cái chuồng gà có thuộc về Khoa không? Trời ơi, đương nhiên rồi, cả chuồng gà, con gà lẫn chủ gà đều thuộc về Khoa hết. Đi đi. Trời ơi, từ cho Khoa chuẩn bị tinh thần đã. Chuẩn bị hả? Trời ơi, sao mà nhanh quá vậy? Thôi được rồi, nhắm mắt tới đâu thì tới. Đây, trời ơi, đi. Trời đã xé rời chi hồng để chúng ta nên ở hey. Chồng ơi, cái gì vậy? Con trong này có gì không vậy? Trời, chết con heo rồi. Không có. Trời ơi, thiệt mệt ghê vậy. Trời đất ơi, cha lùng mã tử này bị điên hả? Làm gì tự nhiên cái trưa nắng văng trang núp ở trong cái bụi nhảy ra hù tôi vậy? Hên không có con heo chứ không thôi là con heo nó chết tươi rồi đó. Thôi, nó nghe nè. Vậy? Ví dụ có con heo thì Hiền sẽ đền cho. Rồi tôi bắt ông tôi bỏ trong đó luôn á. Làm sao nó chứa dừa? Không thì tôi trồng cái đầu ông lại thôi, tôi thả cho xong nè. Không mà. Nó nghe nè. Vậy? Đi đâu về vậy? Bố không thấy hả? Đi bắt heo, em chuẩn bị đi bắt heo nè. Này người ta gọi là hỏi xã giao đó. Học. Ơi. Không à. À. À, gặp Hồng để mà nói lên một cái điều đó hơi bị khiếm nhã. Nào giờ mừng heo không mà chưa ai mừng tôi hết đó. Nên đừng làm tôi sợ nghe. Có đâu. Ông làm trời vậy, ông dặn một hơi nữa hư cái lòng heo của người ta. Thì hư đền cho. Bộ tính đền là đền hả? Cái lòng heo này là lòng heo gia truyền đó, chứ không phải muốn có là có đâu. Vậy nói gì nói đại đi. Có phải là lâu rồi à, Hồng vẫn ở không đúng không? Không, ngày nào ông đi làm à, cũng bắt heo, mừng heo, chọc quyết heo. Rồi xong rồi còn xả thịt heo đem ra chợ bán à. Không ở không? Không phải, cái đó là ở không là cái đó là không phải. Công việc là đúng rồi, là ngày nào cũng làm heo để đi bán. Ừ. Ý tôi hỏi đây là trái tim cũng đang ở không đúng không? Ơi, trái tim ở không ngừng đập chết. Không hề còn đập bình luôn. Thiệt mệt quá, tôi giải thích hoài tôi mệt quá. Ý là Ý nó độc thân chứ gì? Đúng rồi. Sao mệt quá, tự nhiên gặp tôi cứ đứng là. Tôi thấy ông giờ này lạ lắm nha. Tôi Ơi cái gì? Giờ này sao giống hả? Có đâu. Có không? Có. Chứ giờ thấy lụa lắm á nha. Có. Bây giờ gặp tôi làm gì? Nói gì nói đại đi, lẹ đi. Ta còn đi về ta bắt heo nữa. Hồng, trong mắt Hồng, Hồng nghĩ Hiền sao? Lùng. Ngoài cái lùng ra, vô duyên
ngoài hai cái không muốn đó ra còn gì nữa không? Thấy ghét. Ủa sao có cái gì mà gọi là nói chung là xuất sắc được trong mắt của Hồng hết trơn à? Không có cái gì xuất sắc hết, tôi nhìn ông như cái cây xúc xích vậy đó. Thấy kỳ lắm. Nói thiệt luôn á, tôi không có một chút xíu cảm tình với ông luôn á, ông tin không? Hả? Nằm mơ tôi cũng không dám nằm mơ thấy ông nữa luôn á. Thì thôi bây giờ như vậy nè, tôi cũng mới vừa nói là tính là nằm mơ luôn á. Đêm năm qua nằm mơ, mơ thấy em lìa xa cuộc đời. À em... Ê! Cái gì vậy? Dạ ông có rớt hàm răng bây giờ nha. Tôi đang làm ăn ngon lành tự nhiên kiếm nằm mơ thấy em lìa xa cuộc đời là sao? Chủ tôi chết hả? Không phải, trong cái bài hát nó nói vậy thôi. Chứ... có nghĩa là hôm qua anh nằm mơ anh thấy em á. Ờ thì thấy gì hát là đêm qua anh nằm mơ thấy em mà sao em không thấy anh đang nằm mơ. Ờ vậy đi chứ dễ. Thôi không được đâu, tôi ca vậy không được. Ê, nằm mơ thấy này hay nè. Sao? Tôi mà có nằm mơ với ông hay là tôi nằm mơ sẽ thấy ông. Chung vô cái lòng heo này nè. Cái tôi đem về nhà, tôi thọc huyết, tôi xấu nước sôi, xong tôi cạo lông. Cái tôi bắt đầu, cái tôi lóc xương. Khoan, tự nhiên diễn tả nằm mơ tôi giống heo vậy? Thì làm vậy đi rồi đem ra chợ bán kiếm được mớ tiền chứ nhìn mặt ông không có ưa. Thôi nằm mơ kỳ quá à, người ta đang nằm mơ tình cảm mà. Đây nè, cái giấc mơ của tôi liền à. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tính nuôi trẻ mồ côi phải không? Cái gì? Tính mở cái trại trẻ mồ côi đúng không? Trời ơi sao Hồng đâm thùng lũng hoài, đâm heo thôi, sao đâm thùng lũng chi nó cho mệt vậy? Thì ông nói ông mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì có nghĩa là tôi mơ về tôi được làm, tôi được làm chủ của cái lò heo á. Chủ lò heo hả? Là tôi được mơ được làm chồng của Hồng. Thế được làm chồng của Hồng. Hiền làm chồng của Hồng. Bớt mơ đi. Tào lao không mà. Tôi có thiệt với ông á, tôi mà có hết đàn ông lấy tôi cũng không lấy ông đâu. Thôi đừng có bà chảnh quá à, thiệt á. Bây giờ nè, giờ hết nguyên cái xóm này luôn đi. Hết nguyên cái quyện này luôn đi. Có còn ai mà xứng được với Hồng không? Nay là bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi hơn rồi. Trời ơi, nhìn kỹ rồi bây giờ chỉ có Hiền mập với Hồng heo là hợp nhất. Trời ơi, mập với heo hợp lại với nhau rồi, nó là cái gì? Hợi hả? Thì mình cứ nghĩ là mập với heo mà cộng lại là gọi là heo lớn. Vậy thôi, mình chỉ nói vậy thôi. Một gia đình heo lớn. Thôi mệt quá nè, tôi thấy nè, tình yêu á không thể nào nói bằng cái cửa miệng được. Mà chúng ta phải... Cái gì vậy? Tình yêu không nói bằng lời. À. Mà bằng hành động. Hành động gì? Không. Thôi nha. Hốt. Không thể nào sống thiếu Hồng được. Hôm nay hai đứa mình mỗi đứa đều 30 hơn rồi. Ờ. Ế vẫn hoàng ế. Ế 800 năm rồi đó. Tại sao ế lại không đến với ế? Là một cái xu thế. À thì cũng được đi. Uh-huh. Đồng ý nha. Đâu có đơn giản vậy trời. Sao vậy? Trời đất ơi, Hồng heo không đơn giản dễ hốt nha. Muốn hốt Hồng heo là ngoài cái chuyện mà nói bằng lời, nắm cái tay ra, mình còn phải những cái thao tác thực tế, những cái hành động thực tiễn, cái gì đó nó có cơ sở một chút xíu. Ủa rốt cục là sao? Rốt cục là ví dụ như mình làm cái gì? Thì mình trưởng thành rồi à. Mình là người lớn rồi. Ừ. Mình làm sao cho giống người lớn đi. Người lớn là sao? Người lớn thường nói chuyện với nhau trong những không gian thanh tịnh, vắng vẻ, mát mẻ. À, một con chó không thể chạy qua, một con heo không thể cất tiếng, một con ruồi không thể bay ngang, chú chuột cũng không thể bò tới được, hiểu không? Không lẽ hai đứa chui vô đây tâm sự sao? Trời ơi, đã lùng rồi cái bởi vì tao nói cái tư duy ông nó cũng lùng nữa. Chứ bây giờ dầm đi dầm lại không thấy chỗ nào mà nó riêng tư hết. Hả? Cái đó là cái gì? Cái bụi tre đó, mệt quá. À. Chậm tiêu quá. Bụi tre kế bờ sông. Đúng rồi. Không. Bụi tre. Bụi tre. Thì bụi tre kế bờ sông. Bụi tre thôi. Tại sao? Tôi mạn quả tôi không thích thủy. À bụi tre kế bên bụi hè. Ừ đi. Ừ. Vô trong đó mình nói chuyện với nhau nó dễ hơn. Giờ xong là bắt đầu mình sẽ cưới nhau đúng không? Ừ. Gì tới sẽ tới. Nhưng mà buồn quá. Sao buồn? Thiệt luôn á. Tôi nhớ là gia cảnh tôi mà tự nhiên tôi cảm thấy tôi đứt ruột. Sao? Ba má không còn thì kệ đi. Không phải, ba má thì không còn là không nói. Mà thí dụ như sắp tới cưới á, ừ. Tôi không có gì để làm của hồi môn.
rồi xin lễ. Nhà tôi nghèo lắm. À thôi tôi hiểu rồi, ý là sợ người ta dèm pha, người ta nói mấy người đĩa đói mà đồ đeo chân hạt đúng đó, không? Với lại người ta nói là chó chui gầm trạng. À, rồi chuột sao không nếp. Dạ hiểu rồi, ý là muốn là tôi cấp cho số vốn để gỡ gạt lại cái danh dự đúng không? Không, đừng nói vậy, cấp số vốn nghe kỳ lắm, hỗ trợ thôi. Ừ, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, góp vốn. Giờ muốn nhiêu? Chừng 2 hoặc 3 tỷ đi. 2-3 tỷ hả? Nhiều quá hả? Là 5 tỷ đúng không? Hả? Tôi đâu có nói là 5 tỷ đâu, chừng là 2-3 tỷ cộng lại mới là 5 tỷ. Không, tôi thấy 5 tỷ là cũng hợp lý rồi. Ngay cả 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ cũng được nữa. Trời ơi, tôi ráng được hết á. Thiệt luôn. Miễn sao tôi có chồng rồi, tôi phái rồi. Đi, mình đi vô bụi tre liền đi. Để mình giao hữu với nhau đi. Chừng nào có tiền vậy? Sau khi ở bụi tre ra. Vậy thì bây giờ mình đi đâu? Bụi tre thẳng tiến. Đúng rồi. Đi. Sao vậy Tư? Mới sáng sớm qua tính buôn lời đường mật ong bướm đặng tôi xóa tan chứng vật chứng hả? Trời ơi, tôi già tôi không có ngu Tư. Cái gì ra cái đó, chuyện nào ra chuyện đó. Yêu là yêu mà nợ vẫn là nợ nha Tư. Chứ nãy ôm rồi nói xá nợ, rồi giờ nói là không xá, người lớn nói chuyện hai bên lời. Ủa hai bên lời gì? Trời, tôi đâu có dễ lừa đâu Tư. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Tôi á, là tôi đã tính ở trong đầu rồi. Tôi tính là chỉ cần nghe Tư nói yêu một cái thôi là tôi kéo đồ về bển, là để cái quán nhậu này lại cho Tư mặc sức tung hoành. Tính vậy rồi luôn á. Tính chuyện vậy luôn rồi á hả? À, đồ đạc là tôi soạn sẵn hết trơn rồi, bỏ trong rương luôn rồi, chỉ cần nghe yêu một cái là cầm cái dây kéo cái vali cái rột về bển luôn. Đó, tính vậy luôn á. Nãy nói rồi đó, có nói yêu mà. Có. Ừ. Có nói. Tôi hay lắm. Tôi nhạy lắm. Tôi nghe nói yêu mà kiểu nói mà kiểu tanh tanh là tôi biết. Mà con mắt gian gian là tôi thấy không có thật rồi. Thiệt á. Khỏi. Thề nè, mặt thề cũng còn gian nữa nè. Nè nha, bỏ đi. Trời ơi, tính hả, tính xóa nợ không có đâu. Về cộng hết sổ lại cho tôi, rồi lo trả nợ cho tôi, nha. Trả nợ xong rồi tính, rồi muốn yêu rồi yêu, muốn ôm rồi ôm, nha. Không. Đem qua đây rồi để đây luôn đi. Ôm rồi coi như là xá nợ. Quê cả làng ha. Đâu à? Lấy sổ mới hả? Đốt à? Đốt đi. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đốt ông nha. Tôi đốt ông ra tro luôn á, đừng có giỡn mặt. Không, không, đốt tôi sao được. Cái hộp quẹt đó là chỉ đốt cái này thôi. Không à. Đốt đi. Hãy đốt đi, đừng ngại ngùng. Thà là đốt đi hết, ta làm lại từ đầu. Thà là đốt đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Đốt đi. Tôi xé ra nha. Tôi chất quanh người ông tôi đốt. Trả lại cháy sạch luôn á. Giỡn mặt với tôi. Leo cộng sổ mà trả cho tôi. Ở đó mà làm lại từ đầu. Khùng. Ủa gì vậy? Ừ, trời ơi. Mập ơi. Bị gì vậy? Sao vậy? Vô đây ngồi. Đứa nào không vậy? Khỏe không? Trời ơi. Ngồi đây. Khỏe rồi. Ngồi xuống. Ê. Trời ơi, nó giật bẻ luôn. Vậy? Giật bẻ luôn. Sao vậy? Ngồi xuống đi. Bị gì? Trời ơi. May là mày có sức khỏe đó nha. Trời ơi. Nhưng mà ta nói mày thiệt nha, nếu mà lỡ mày cút chết đi nữa đó, mày cũng vẫn chết trong sung sướng đúng không? Tại sao? Chết trong sung sướng á. Ừ. Ông muốn chết không? Tôi đưa ông vô ông chết giùm tôi nha. Thôi tao có rồi. Có gì? Trời ơi, nghĩ sao? Cái con khủng long đó, Nó kêu tôi vô trong bụi tre để tâm sự mỏng. Chưa làm gì được hết, nó rút ra nguyên con dao chọc triết lợn, nó đưa lên giày, xong bắt đầu cắt, bắt đầu khứa, nó đòi mài, nó đòi nhiễn. Ai nhột quá mày ơi! Thì đó, nhột quá là hiểu rồi chứ gì. Trời ơi, cái đó mà lỡ mà nó có chuyện gì một cái thì cuộc đời tôi tan nát. Thì làm gì để còn có 5 tỷ được nữa. Làm gì để có...
Nó mà cứa xong đó là mày chết khỏi tự giận luôn. Ở đâu ra 5 tỷ? Thì bởi vậy mới nói. Trời ơi là trời. Nói vậy là mày thất bại hả? Không hút được gì luôn. Không không ấy luôn. Trời ơi hai anh ơi. Cái gì nữa vậy? Nữa. Nữa hả? Trời ơi. Hy vọng cuối cùng. Đứng xa em ra người em thối lắm, toàn mùi phân gà thôi. Trời ơi, thiệt, tao thử mày xong tình duyên tao thấy tao khỏe luôn rồi đó. Là sao? Trời ơi. Thắm đưa em vào chuồng gà. Chị bắt em nằm ngửa ra. Trời ơi. Trời ơi. Khoan, cái này gọi là trong sung sướng nè. Thật sự là trong sung sướng nè. Thì đó, đang nằm ngửa chuẩn bị sung sướng. Thì Thắm phóng ra chốt cửa lại và nói rằng: À tao biết rồi, anh hãy đợi đây em từ ngoài nhào vô đúng không? Mày không qua mặt được chị đâu. Đúng. Cái gì? Thả ế chứ không hề lấy mày. Trời ơi, nhốt rồi em đấy nửa ngày trời, em về em tắm 7 lần rồi vẫn còn mùi phân gà anh ạ. Trời ơi, rốt cuộc là mình vớt giác là cú cuối. Tưởng nó vớt ai về mình thất bại hết rồi. Rồi mày có vớt được gì không? Có. Trời ơi, ít nhất là vẫn còn được. Mày cái gì vậy? Thắm đưa cho ba trái trứng. Để làm gì? Nhờ cô Sáu làm ba cái trứng ốp la để cúng tiễn vong ba anh em mình. Ủa sao giống cúng cô hồn vậy? Ba đê thầy trò, ba ngồi đây đi. Cũng trả xùi. Ngồi xuống tao làm ốp la cho. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Anh lớn ngồi giữa đi. Ngồi xuống. Gì đây hả? Rồi. Cái gì cũng xả xui thế nào? Ủa sao xả xui mà có cái này nữa là gì? Giấy tiền vàng bạc. Sao mình không đốt tiền thiệt, người sống mà. Thì bởi ta nói là cúng xả xui. Trời ơi. Là xì bùa tiễn vong ba cô hồn các đảng. Là xì bùa. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Rồi nè chị, tới rồi nè chị. Sao quên được anh ơi. Dạ, con chào gì? Chào cô. Mời cô ngồi. Dạ. Đi đường nóng nắng ha cô ha. Dạ nóng quá. Uống gì không? Để tôi kêu nhỏ nó làm cho. Dì cho con xin ly nước cam. Bán cho không có cho. Dạ, con. Thấy xin thấy sợ. Dạ. Hạnh, làm cho chị ly nước cam đặc biệt. Dạ, có liền. Tôi nhìn cô như không phải dân đây ha. Dì hay quá à. Sao dì nhìn dì biết vậy? Biết chứ, đây đâu có ai sách này. Dạ. Với lại nhìn đẹp vậy chắc ở trên xì phố hả? Dạ, con ở trên thành phố con mới xuống. Ủa mà xuống đây làm chi? Du lịch hả? Ở đây không có gì để du lịch luôn á. Dạ không, con xuống con tìm người quen á dì. Chú chào, từ thành phố mà xuống đây tìm người quen. Dạ. Ở trong ấp này hầu như là tôi biết hết. Muốn tìm ai nói tôi chỉ cho. Trời ơi vậy mừng quá à. Dì nếu mà vậy á, dì có biết ai tên Thành không dì? Thành hả? Dạ. Ở cái ấp này quá trời người tên Thành luôn. Làm đủ mọi ngành nghề nè. Dạ. Thành bán cá nè. Dạ không. Thành văn dịch. Không phải là gì. Thành hớt tóc. Dạ không. Thành đi buôn dây chai. Thành cơ điện. Rồi Thành điện lạnh. Chứ Thành nào trời? Cái anh Thành mà hồi xưa ảnh làm giám đốc cái công ty sữa gì mà ở trên thành phố gì, dì có quen không? Thành giám đốc hả? Dạ. Ở dưới đây đa phần nông dân với làm công chuyện lao động chân tay, không làm gì có ai sang vậy ta. Ủa mà cái người cô nói á, là khoảng chạc nhiêu tuổi nè? Cái người đó hả? Là chắc là lớn hơn dì đó. Lớn hơn dì, lớn tuổi hơn dì. Lớn hơn tôi hả? Dạ. Để tôi khoanh vùng đối tượng coi. Lớn hơn tôi đâu có nhiêu người mà Thành. Mà cũng không có lớn hơn gì nhiều lắm đâu. Giám đốc. Dạ đúng rồi. Chà hai Thành. Chà hai. Chà làm cái gì sữa bò.
Dạ đúng rồi. À, vậy là gì có quen hả? Sữa bò Vinabor. Vinabor. Dạ. Nhưng mà ảnh về hưu bây giờ 3 năm rồi đó gì. Mà cô kiếm anh Thành có chuyện gì không? À dạ không, con đâu có chuyện gì đâu. À, cái người đó tôi quen nha. À gì quen hả gì? Anh Hai Thành tôi quen. Dạ. À, nhưng mà cô làm sao với anh Hai Thành ha? Dạ. Ờ, không có giấu gì gì. Con là người yêu cũ của ảnh. Sao gì? Dì ơi. Thành. Dạ. Thành ơi. Dạ, dạ. Ê gì, cái lưỡi của con. Xin lỗi. Tôi chở đầu ông hút rồi đó, cô uống đi. Gì? Ờ thôi. Mày vô làm ly khác cho chị. À mà thôi mày đừng đi nữa. Cái cô này là sao? Là người yêu của chú Hai Thành. À, chị à, à dạ không à, à, con nhỏ tuổi hơn gì nhiều lắm, gì đừng có gọi chị. À, nhưng mà là người yêu của chú anh Thành là chị, tôi kêu bằng thôi mà cô. Chị hả? Chị sao là người yêu của chú hai được thì đó. À, cái chuyện này nó cũng lâu lắm rồi. À, mà sao vậy? À không, ý em nói là chị chú hai chị. Trời ơi con lẹo luôn nè. Bây giờ chị đẹp vậy nè. Rồi chú hai lớn tuổi già rồi. Rồi sao mà quen? Vậy là chắc là chị quen gì vậy? Là sao hả? Là sao gì? Mình nói chuyện với lại cô này mình phải khách sáo. Dạ. Con kỳ cục. Ý nó nói là cô quen anh Thành vì tiền phải không? Trời má, má mới dạy con. Không, má lớn tuổi hơn má nói được. Con nhỏ nói vậy hổn. À, dạ không phải đâu dì. À, thật ra con yêu anh Thành là vì tình cảm thật, chứ không có phải là vì tiền bạc gì đâu dì. Dì đừng có nghĩ vậy tội con. Dì ơi. Nà, cái gì vậy? Đừng. Dì sao vậy dì? Má em lên quý ác, uống ác. Dì uống nước đi. Bình tĩnh má, uống nước. Đi vô. À. Lấy cái điện thoại, điện Hai Thành. À. Rồi. Má. Ôi mà chính giờ này không móc máy, mặt bụi ghê luôn. Bây giờ công chuyện của ổng tôi cũng không có biết, ổng làm thì giờ nào xong giờ nào không xong hết. Có nhiều khi tới phê luôn nữa. Bây giờ không biết chừng nào mới xong. Dì ơi, dạ vậy thôi con không dám làm phiền gì. Con xin phép ra ngoài con đón xe, rồi con đi kiếm chỗ nghỉ, rồi có gì ngày mai con gặp ảnh cũng được. Không. Dạ. Sao vậy dì? Không. Không có nghĩa là không nên như vậy. Tôi là tôi lo cho cô. Tại vì ở đây vắng vẻ nè, nắng nôi, rồi nhiều khi mưa sình lầy lội. Dạ. Mà đi ra ngoài cái lộ lớn á thì cũng có nhà trọ, nhưng mà một mình con gái ở nó nguy hiểm lắm. Dạ. À, với đâu phải xa lạ gì. Người quen, người yêu cũ của anh Thành. Dạ. Nha. Thì không sao, nhà tôi có hai má con à. Dạ. Cứ ở đây nha. Dạ. Con vô sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho chị. Hôm nay mình không gặp được thì ngày mai mình gặp. Dạ. Thiệt tình cái chuyện đâu không. Tự nhiên chia tay mấy chục năm rồi mà bây giờ còn kiếm tôi là kiếm sao đây mấy cha. Thiệt khổ chứ. Chú hai. Ủa? Hẹn con ra đây chi vậy chú hai? Có công việc. Tao nhờ mày một chuyện coi. Chuyện gì? Mày coi giùm tao coi. Sao mà tao hồi trước á, tao có con bồ. Mà lâu lắm rồi, mấy chục năm chia tay rồi. Tự nhiên có bồ tới kiếm nha. Ghê nha. Cái này bồ cũ mày ơi. Trước khi tao cưới thím hai mày lận. Bồ cũ thì người ta tới dạng như là bạn bè, người ta lâu năm gặp lại thôi, bình thường mà. Nhưng mà kiếm tao làm chi đây nè. Đó, bây giờ ba ở ngoài quán bà Tư Mập á. Bà Tư Mập á nhắn tin cho tao nè. Khổ gì đó chứ. Kiếm thì ra đó gặp người ta đi. Mày nói chuyện chơi thôi, chuyện đâu có đơn giản gì được. Mày cũng biết dân ở cái áp này rồi, có nhiều chuyện cỡ nào. Đó, bây giờ tao mày ra ngoài đó gặp bà đó, người ta biết được một cái đó, rồi nó đồn qua tới mấy cái ấp kia luôn. Đó. Rồi tao mặt mũi nào mà tao nhìn bà con ăn nói sao đây. Dạ. Rồi thằng cha ba chung nữa.
thằng Ba Chung cái miệng thằng Chả đó, mà cha biết được một cái rồi mày thấy cha đi bán rau tao nghe, lấy cái cớ này nè bắt đầu cho trù dập tao cho mày thấy. Đúng hết chơi. Rồi chú kêu con ra chỉ để kể chuyện có bồ cũ tích kiếm vậy thôi hả? Không có, tao kêu mày ra đây á, tao nhờ mày sáng mai á mày làm bộ mày đi ra quán bà Tư để mày gặp cái bà đó coi sao, mày hỏi tình hình đó thử coi, đặng mày nắm bắt tình hình rồi có gì mày về đây mày báo tao coi như mày là liên lạc đó biết không? Thôi kỳ quá chú, tự nhiên bồ cũ chú bắt con gặp đâu phải bồ cũ con đâu. Kỳ cái gì mà kỳ, thì mày cứ làm bộ bình thường thôi, mày ra ngoài đó thôi, có gì đâu kỳ. Nhưng mà không có lý do gì để nói chuyện với người ta, người lạ không có liên quan gì sao không nói chuyện với người ta được. Tao mét tía mày cái vụ ăn cắp cá nha. Tao hở cái là mét, hở cái là mét. Bây giờ vậy nè, mày ra đó đó, mày làm bộ á, mày là con của tao, còn tao là tía của mày, đó. Con là con của hai luôn. Ừ. Hai là tía của con luôn. Mày kêu tao bằng tía nha, coi như con ruột vậy đó, để mày hỏi ý bà coi thử coi sao, nếu bà muốn cái gì đó, khó khăn hay gì đó. Rồi sao? Đưa tiền cho người ta. Đưa tiền? Ừ. Nhưng mà tiền không có. Bà hiểu rồi. Ai bắt lấy tiền mày đâu. Nè. Dạ. Có vậy thôi hả chú? Mày đưa người ta bao nhiêu đó thôi. Không, cái này là tiền đưa cho người ta. Ừ. Rồi còn cái tiền mà công người đi đưa nữa chứ, cái đó nữa chứ. Hiểu rồi, thì cứ làm xong nhiệm vụ đi, về có thưởng. Dạ, có thưởng cho chú. Ừ. Nè, nhớ gọi tao bằng tía nghe. Dạ tía. Ừ. Tại anh đó nên duyên mình dở dang. Em nào cần đâu quyền quý cao sang. Chào chị Tư. Tấn hả con? Dạ. Ngồi đi uống gì nói gì làm cho. Dạ thôi, cho con xin ly trà đá thôi. Gì kỳ mày, mới sáng ra cái mày đòi uống trà đá rồi xin là sao? Tại hôm nay con qua đây là có công chuyện. Công chuyện thay cho chú Hai. Công chuyện? Dạ. Thay cho ông Hai? Dạ. Công chuyện gì? Thì chú Hai nói là qua đây gặp một người con gái rồi đưa tiền cho cô ta, rồi con đâu biết gì đâu. Ngồi xuống. Dì mời con ngồi. Dạ. Ngồi. Mày nói sao? Dạ con nãy có nói gì đâu. Là mày qua đây giờ mong Hai để gặp một cô gái. Dạ. Để làm gì hả? Dạ đưa tiền cho người ta, nói con là con ruột của chú Hai. Mày khôn lắm, mày khôn lắm mày mới giúp cái chuyện này ha. Được, đưa tiền. Mày ngồi chờ đi. Vậy có người con gái cần gặp không cô? Có người con gái nhưng mà ở trong nhà nha. Mày chờ chút xíu mày im đó. Cô Thúy à. Cô Thúy ơi. Dạ. Chờ gặp má mày nha. Dì Tư. Đây. Cô nhìn đây. Dạ dì ơi, chắc là nhầm lẫn rồi. Đây đâu phải anh Thành đâu dì. Tôi đâu có nói đây là anh Thành. Nhưng mà tôi kêu cô hãy nhìn kỹ đi. Hãy đi theo tôi. Hãy nhìn kỹ, nhìn kỹ, nhìn kỹ vô, nhìn kỹ vô. Cô thấy gì chưa? Dạ chưa. Trời đất ơi, nó giống ông Thành như tạc. Nó là con trai ruột của ông Thành đó. Gì nói cái gì? Con trai ruột của ông Thành. Dạ, con là con trai ruột của Tiến Thành nè. Anh là con trai của anh Thành hả? Dạ, chào cô. Chào anh. Dạ, mời cô ngồi. Mời má ghẻ ngồi. Không, má ghẻ là danh xưng thôi, chứ tôi biết cô không có ghẻ. Mời liền, mời má ghẻ liền. Dạ mời cô. Dạ mời anh ngồi. Mời cô. Mời anh ngồi. Mời cô mà. Thôi, ngồi đi. Dạ. Trời ơi, có ngồi không mà cũng nhấp nữa, mắc mệt luôn nha. Đây là má ghẻ của con, đang cần tìm ba của con. Tía mày đâu? Dạ chú Hai. Ê, chú là chú của con Hạnh. Mày gần lấy con Hạnh thôi mày riết mày bị liệu hả?
Dạ. À, tía con đang ở nhà. Tía bay ở nhà. Dạ. Để tôi qua tôi gặp tía. Còn con ngồi đây với má của con nghe không? Tôi đi nghe cô. Ngồi với con ghẻ nghe. Dạ thưa cô. À, dạ thôi. À, anh cứ kêu tôi bằng chị là được rồi. Vậy hả? À, vậy cho hỏi cái chị là quen biết với lại tía tôi làm sao á? À, tôi là người yêu cũ của anh. À, cho hỏi cái chị quen tía tôi lúc nào á? À, dạ cũng 5-7 năm trước rồi anh. 5-7 năm trước hả? À, lúc đó là tía tôi còn đang ở trên làm trên công ty đúng không? Dạ lúc đó anh Thành còn làm giám đốc công ty Vinabor đó anh. Dạ. Vậy quen nhau sao chị? Gặp nhau sao chị? À, không giấu gì anh, hồi đó anh Thành còn làm giám đốc công ty Vinabor đó, còn tôi thì đi làm công việc bên ngoài thôi. Rồi cái vô tình gặp nhau, rồi nói chuyện với nhau, không biết làm sao mà quý mến, rồi cái tụi tôi yêu nhau luôn. Mà hồi đó tụi tôi cũng tính làm đám cưới luôn rồi đó. Đám cưới luôn? Dạ. Sau đó tôi có việc phải đi về quê, rồi ảnh cũng đi về quê luôn, cái tụi tôi thất lạc nhau tới bây giờ luôn đó. Cũng may à. À vậy vậy bây giờ gặp lại có việc có gì không á? Tôi chỉ muốn gặp lại tri kỷ của tôi thôi. Tri kỷ? Tại vì anh Thành với tôi là một người rất là quan trọng. Ủa tri kỷ? Tôi thấy hai người tuổi tác nó đâu đồng với nhau đâu mà sao tri kỷ được? Anh không hiểu rồi. Chuyện tình yêu á, nó không quan trọng tuổi tác đâu. Quan trọng là khi ở bên cạnh anh Thành á, tôi cảm thấy rất là ấm áp, rất là hạnh phúc. Bởi vì anh lúc nào cũng quan tâm tôi, chia sẻ với tôi. Nói chung là bây giờ tôi chỉ muốn gặp lại tri kỷ của tôi thôi. Ơi, tri kỷ gặp nhau, rắc rối to. Ờ, rắc rối là sao anh? À không, tôi nói tới tôi gặp rắc rối to. Anh đi theo tôi, đi đây. Đi cũng từ từ chứ. Ê, khoan. Anh không có được đi trước tôi. Tôi phải đi trước anh, tôi phong tỏa cái cầu này. Ừ. Mà đừng có xô tôi nghe. Tôi yếu lắm đó. Tôi nói rồi đó nghe. Lọt xuống đó một cái mất công tốn tiền kêu cần cẩu lại lắm à. Anh nói làm sao tôi? Chứ tôi móc lên không có nổi đâu. Dễ trời dễ Phật à. Rồi, anh qua đi. Quay. Cái gì nữa? Đứng im đây, từ từ để người ta nắm tay chứ. Trời ơi, cô buông tôi ra đi. Không. Giữa đường, giữa xá mà cô nắm tay, cô lôi, cô kéo làm như nó kéo trâu vậy. Tôi không có muốn kéo trâu, kéo bò gì vậy trơn á, mà tôi kéo anh. Cái chuyện anh làm thì anh phải chịu, anh phải đi gặp người ta. Trời đất ơi, tôi có đi đâu đâu, tôi có trốn tránh ai đâu. Trời ơi, anh không trốn tránh thì mắc mớ gì. Anh kêu thằng Tấn nó giả bộ làm con của anh để lừa người ta, để người ta bỏ về. Thằng Tấn nó là trợ lý của tôi, nó là quân sư của tôi. Thành thử cái gì cái tôi muốn đi đâu đó thì nó phải dẫn đường, nó là liên lạc, nó phải đi trước. Nó coi tình hình coi sao, rồi nó về nó báo lại với tôi thì tôi đi. Không có nói nhiều. Bây giờ cho dù anh ngây gian thì tôi cũng cần biết. Không đi ra ngoài đó gặp người ta là tôi sẽ đại nghĩa diệt thân. Tôi kể hết cho nguyên một cái ấp này nghe, để coi mặt mũi anh còn để đâu cho được. À, cái đó bậy nha, cái đó bậy nha. Cô kể ra một cái đó, rồi cô còn mặt mũi nào mà tôi nhìn bà con xóm làng ở đây đó. Mà đâu phải cái chuyện này của tôi làm ra đâu, mà bây giờ cô kể ra là kể sao? Không cần biết, bây giờ phải đi gặp người ta. Chuyện mình làm mình chịu chứ. Thì bây giờ cô, tôi không có làm. Chuyện nào tôi có làm thì tôi chịu. Trời. Giờ anh trốn tránh trách nhiệm đúng không? Tôi không có trốn, bây giờ cô buông tôi ra tôi đi. Cô nắm tay nắm chân kiểu này giữa đường giữa xá, lỡ mất dạy nào nó nhìn nó thấy. Rồi nó đồn, nó nói tôi với cô là trai gái nắm tay nắm chân nó vô bụi hay gì. Trời, vô bụi vô lầm gì mới trong lầm trong bụi đi ra nè. Anh hay, tôi không có sợ mang tiếng không, mà tôi chỉ sợ là trời ơi. Sợ gì? Lỡ mà buông tay anh ra, anh chạy một cái tướng tôi như vậy tôi dí anh chắc kịp á. Tôi chạy đi đâu? Ai biết. Tôi làm trưởng ấp ở đây, không để tôi chạy đi, tôi trốn rồi tôi bỏ dân tôi đây hay sao? Mà anh hay. Gì? Anh về góc qua đây cái coi. Anh sai nhầm tôi coi. Trời mẹ ơi. Quá trời quá đất rồi anh hai ơi.
không ngờ một cái ông già như anh, à không, một cái người lớn tuổi như anh, nói chung là cũng bảnh bao, cũng được. Nhưng mà tại sao vậy? Mình có một người phụ nữ trẻ, một người yêu trẻ tuổi, mình phải yêu thương, trân trọng, chiều chuộng. Tại sao hất hủi người ta? Mình lớn tuổi rồi, mình được cái đó là diễm phúc đó. Cô nói cái đó quan rồi, quan như thị màu vậy đó cô Tư. Sao quan? Tôi từ nhỏ tới lớn tôi thề với cô đó, chưa bao giờ tôi hất hủi bất cứ một cái người phụ nữ nào hết. Thiệt hả? Tôi chỉ kiếm thêm thôi. Cái gì? Tôi nói thí dụ vậy đó, có thêm càng tốt, càng nhiều càng tốt, chứ không bao giờ tôi bỏ ai. Rồi để tôi loan tin cho nguyên cái ấp này biết. Cô loan tin là tôi tự giận. Tôi sẽ tự thiêu. Tôi chết bằng một cách nó cháy đen thui như cá lóc nướng chui. Thôi. Anh nói những cái lời nói mà tôi thấy nó khó chịu, nó cuồn cuộn sao á. Đi theo tôi. Mà không có chịu bắt chuông gì, bắt máy gì hết trơn cái trời. Alo, Phong hả? Chú Ba đây, chú Ba trưởng ấp đây. Trưởng ấp cũ á, mà nhấn cái cũ gì cho tao buồn mấy. Nghe tao nói nè, mày báo cho mấy anh trong xã biết để mà đề phòng cái chuyện này nghe chưa. Ông Hai Thành á, ổng có vụ trai gái gì hồi á, công ty cũ á, bây giờ đó con nhỏ nó xuống đây kiếm ổng quậy tùm lum trong xã nè đó. Như vậy đó, ổng có xứng đáng làm trưởng ấp hay không? Tao thấy con nhỏ đó hình như là có chữa nữa đó. Không, tao không xác định được cái vụ đó. Tao thấy cái bụng nó mặc áo rộng rộng, cái bụng nó bự thôi, tao nghi thôi. Xét lại đi, có anh cháu xứng đáng làm trưởng ấp hay không? Vậy thôi nha. Thử coi còn làm trưởng ấp được bao lâu nữa đây cưng. Chị cầm giùm tôi tiền này. Tiền này là sao? Ba tôi dặn là đưa cho chị á. Tôi không có cần tiền. Nhưng mà ba tôi dặn là phải đưa cái này cho chị, coi như là tiền xe cho chị về chợ anh đó. Tôi đã nói là tôi không có cần tiền của ổng. Chứ chị cần gì? Tôi muốn gặp anh Thành của tôi. Ba tôi không muốn gặp chị, bởi vậy mới kêu tôi qua đi gặp chị nè. Ủa, mắc cái gì mà không muốn gặp tôi? Ảnh đã nói với tôi những gì? Ảnh kêu tôi á là bất cứ khi nào khó khăn, bất cứ khi nào có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của tôi là tôi hãy tìm ảnh. Ảnh sẽ chia sẻ với tôi, ảnh sẽ tâm sự với tôi. Bây giờ là tôi đang rất là tâm trạng và tôi đang rất là cần người để tâm sự với tôi. Trời ơi, nhưng mà cái chuyện này tôi có biết gì đâu. Kêu tôi đưa cho chị thì chị làm ơn chị gầm giùm tôi đi, cho tôi xong nhiệm vụ của tôi về tôi nữa. Tôi nói là không. Vậy thôi. Đi, cô bỏ tôi ra đi làm cái gì? Anh đứng đây, mày đi lấy ghế cho chú rồi. Dạ. Chú gì? Anh ngồi xuống. Chú Hai. Dì ngồi không? Con lấy luôn cái gì? Chứ không lẽ bày ngồi tao đứng? Dạ xin lỗi, con biết đâu tại quán của dì con biết đâu. Ủa rồi bà nào đâu? Anh ngồi im đó đi. Dì... Con à? Dạ. Mình là phụ nữ. Dạ. Dì biết tâm trạng của con bây giờ nó cũng bất ổn lắm, nhưng mà mình cứ bình tĩnh, cái gì có gì giải quyết nha. Dạ, dạ. Không sao hết. Người tình của con đây, nói chuyện với ổng đi. Trời đất ơi. Hả? Chú, anh là anh Thành hả? Đúng rồi, tôi là Hai Thành nè. Ủa sao bây giờ anh già quá vậy? Trời đất ơi, ủa tôi gặp cô hồi nào mà bây giờ già mà trẻ gì nữa. Bởi vì tôi nói thiệt luôn á, anh á già mồm lẻo khẩu ha. Nghĩ làm sao vậy, giả bộ coi như không quen không biết nhỏ. Còn con á cũng dở lắm, con hiểu không? Khi mà ở trên tỉnh á, dạ, thì sung sướng quá, về dưới đây nắng nhiều, gió nhiều, rồi thiên nhiên, rồi nói chung là có nhiều việc quá nên bị già, bị háp, con hiểu không? Thôi, mệt cô quá à. Để cô hỏi coi. Dạ. Mà cô là ai? Dạ. Con. Cô nói cô quen tôi ở chỗ nào, ở đâu? Đó, nói đi con. Dạ. Con không biết cái chú này gì à. Đó. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy con? Dạ, con không có quen chú này thiệt. Trời đất ơi. Đây không phải là người yêu cũ hả? Đây, Hai Thành. Dạ đúng rồi, người yêu con là Nguyễn Văn Thành. Đây. Dạ, ảnh làm giám đốc công ty bò sữa Vinabor chú. Mà ảnh về hưu được 3 năm rồi. Vinabor nè. Tôi làm ở trên đó, tôi có biết ông giám đốc nào mà tên Thành, Nguyễn Văn Thành đâu. Số kỳ vậy đó. Sao, con có nhớ lộn không? Dạ không, con chắc chắn luôn. À, đây, để con cho chú coi hình. Ông có chỉnh sửa thẩm mỹ gì không? Thẩm cái gì thẩm, bà thù quá. Sữa là nó không nhìn ra. Đâu con cho gì coi. Dạ đây. Phải chi bê cho coi sớm mà nó xong rồi. Coi. Đó, coi đi. Ủa? Trời ơi. Cái này đâu phải, chú Hai đâu? Quỷ thần thiên địa ơi, cái thằng ôn dịch vật thằng này nó cũng là thằng Thành đó nè. Nha.
Ủa thằng này mặc lau quắt kia, tôi đâu có quen này. Trời ơi, hồi làm công ty nó làm tài xế cho tôi. Ủa vậy chú, chú quen anh Thành hả? Sao mà không quen, tài xế tôi mà. Ủa nó làm cái gì? Dạ làm giám đốc công ty Vinabor. Ô nó xạo đang nó gạt cô đó. Chắc cái vụ này hồi đó quen với cô nè, rồi bị kỷ luật cho gì hú non rồi. Ủa mà nói nghe nè, thằng này nó tên Thành luôn hả? Tên Thành luôn. Trời đất ơi. Vậy hú mấy năm rồi, 3 năm rồi. Nếu bây giờ cô cần gặp nó đó thì để tôi điện thoại lên công ty, tôi xin số điện thoại nó cho cô. Dạ dạ thôi ạ. Không cần đâu chú. Tại vì con không nghĩ là ảnh lừa dối con, rồi ảnh gạt con. Bây giờ con không cần tìm ảnh nữa đâu. Con cảm ơn dì. Con cảm ơn chú. Cảm ơn em. Rồi bây giờ con làm sao? Dạ thôi con xin phép mọi người, con đi về trên thành phố. Dì dặn nè. Dạ. Mình là con gái, mai mốt mình quen ai mình phải coi chứng minh nhân dân đàng hoàng, chụp hình lại chứ không thôi lộn người. Bà nói nhiều quá, để cho người ta đi về đi. Kinh nghiệm mà, thôi về đi con. Dạ. Đi đường mạnh giỏi nha. Dạ con chào cả nhà con. Dì tiễn con. Chị về cẩn thận nha chị. Thiệt tình tội nghiệp quá con gái mà. Mệt quá, tự nhiên ở đâu đổ thừa cho tôi. Cô quá xứng xa xứng xác không à. Thì ai biết đâu. Thì cùng họ cùng tên, cùng cơ quan làm chung rồi ai biết. Thấy nhỏ khóc quá chừng tưởng ông lường gạt tình cảm người ta. Sao? Thấy không? Đó cái thằng kia lường gạt, nói dốc nói láo thì người ta tin. Còn tôi á, tôi nói thật. Mà cô không có tin tôi. Thì anh biết rồi đó, cái lòng tin đâu phải là dễ có. Một khi chúng ta đánh mất nó rồi, không bao giờ lấy lại được, anh hiểu không? Tôi không có đánh mất lần nào. Con người tôi sống thật lắm, có sao tôi nói vậy. Còn nào không phải của tôi đâu nhận được. Alo. Gì nữa? Di Hạnh. Hả hả? Tới trước cửa nhà rồi hả? Trời ơi. Rồi nha. Gì? Trời ơi, Hạnh mới gọi con nè. Vụ gì con tao nó gọi mày gì? Dạ. Có con bé nào đó có 20 mấy tuổi. Sao? Tới kiếm chú Hai. Nói là người yêu cũ luôn. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, tới trước cửa nhà rồi đó. Khùng hay sao vậy? Trời ơi, ai biết được đâu, Hạnh mới gọi cho con nè. Hay quá ha, hay quá ha. 20 mấy tuổi người yêu cũ. Dám quen nhỏ hồi lúc nhỏ 10 mấy tuổi luôn nè. Cái này bốc lịch hay lâu nha. Mệt quá, đừng có khùng quá. Mày nói thiệt không? Tôi giết chết à? Tôi giết chết mấy thằng đó. Đó, vậy vậy. Làm căng vậy? Con giỡn con ghẹo chú Hai tí rồi làm căng vậy? Giỡn hết, giỡn thì sao? Tại tự nhiên kêu dắt người yêu cũ đưa tiền cho con. Trả tiền đây. Đưa 500 đây cho tôi. Tính ăn luôn hả? Tự nhiên vú gì đó. Mày riết là giống bà Trung quá à. Chuyên môn nha. Gặp tiền cũng ăn à. Không lâu. Dạ. Chú ơi. Ủa? Cũng dừa lắm.